Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã xem video của Thanh. Thanh là tiếp tục gửi đến mọi người một video tiếp theo à, nói về những tin tức rất hot về thị trường trao đổi bi Lê hoàn hóa ở Việt Nam có hai tin tức nói về việc trao đổi bay lá hàng hóa ở Việt Nam đồng thời cũng nói về Việt Nam chúng ta sẽ nói đến nha. Nguyễn Quang Hải tiền vệ số 1 Việt Nam hiện nay anh đã có trận đầu tiên ra mắt cho đầu tiên bao FC mặc dù trận này bao FC thua với tỷ số 4-0 nhưng Quang Hải đã để lại ấn tượng khá lớn và tôi đã xem trận đấu này trực tiếp vào 6 ngày hôm nay chúng ta đi vào video trong ngày hôm nay thứ nhất là một cuộc trao đổi đổi một con bò thực chất đây là con ngé bò 3 b với giá 150 trăm đây là một cuộc trao đổi mình thấy tuy giá bò sẽ tuy giá bi này là chấp nhận thanh toán mức giá đồng thuận này là gần 200 trăm một một bay đây mức giá này thực chất là nó vẫn là rất rẻ quá rẻ nhưng đây là một cuộc lan tỏa đây là sự lan tỏa bay và người mà chấp nhận đổi bay với giá gần 200 nghìn cũng là một người rất yêu bay cho nếu một người không yêu bay thì đó ở Việt Nam chúng ta thì vẫn không thể nào có thể chấp nhận một giá 200 nghìn được một người của ai yêu bay và của ai sang sàng à, đổi một con bò 3B lấy 157. Cái luật cuộc trao đổi quá hơi. Quá hơi. Thêm mình quá hơi. Anh chàng này bán um, tức là dùng 143 để mua con bò 3B. mọi người và chúng ta xung quanh cái, cái 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 thông tin này thì có những bình luận như sau vì vậy, vậy người mua và người bán vui vẻ giá cả là được sự lo lắng của tôi là đối với những người tiên phong giao dịch bàn số thập phân thậm chí còn thấp hơn phí giao dịch luôn tức là một số người có những giao dịch mà thấp hơn phí giao dịch đó mọi người anh chào này lo lắng điều đó ôi chúa điều này thật sự tuyệt vời good oh, trời ô tôi hy vọng khi tôi nhận được quay xe tôi có thể mua con bò của riêng mình ở đây có một chút khó khăn khi du dịch chưa có quốc gia đó là comment tiếp theo là tất cả những giao dịch kiểu này người cần đai xem như một trang rất nhiều tức là anh này cảm thấy một trang bì nhiều quá tiếp tục nhờ tôi có hai con trao thông muốn đầu lê bì anh chàng này muốn đậu lên bay để lái hơi bằng trầu à, có hơi bằng trầu muốn đậu để lấy bay thì chúng ta có hỏi, trả lời xem hướng. không có anh không có trả lời chúng ta tiếp tục gió cỏ gió tốt hỗ trợ gió này là gió tốt tức là nhiều người vẫn vẫn đồng tình với cái gió cỏ là 150 trăm đổi một con nghe bò bì nếu con bò thì quá tốt nhưng mà đặt con nghe bò bi tôi nghĩ nó đắt mình nghĩ nó cũng quá đắt phải phải là một bay bài một trăm năm mươi câu câu một chân phần công bỏ một trăm mười quá họ đang lãng phí subi một số không đồng tình một số không lại rất là là nói là việc mà cô đổi như vậy là cô bán bò nó quá đắt lì trên ông bay là xuống quá theo mình nghĩ là giá 100 đồng là một trên ông bay là giá mà người bán người bán bò chỉ có lợi thôi mua thì mua với giá quá đắt tôi nghĩ nó quá lớn quá nhiều này và một số không man đồng tình một bay giá một trăm ba bốn một trăm Thông quanh việc thương vụ đấu một con bò ngay bò ba b để lấy một trăm đây là một thương vụ theo mình là người người đẩu bò để lấy á là người rất rất là một món hời. Nhưng tại thời điểm này người mới bò ở Việt Nam mưa bò này người là, ta cũng cũng hạnh phúc vì giá đồng thuận lúc này là hơn 200 nghìn rồi nếu mà cuộc cuộc trao đổi này là đã 200 nghìn một bay rồi nên ở Việt Nam một cô gái này chấp nhận đổi là cô ấy có tình yêu bi quá nồng nàn quá đẹp quá 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 tuyệt vời tiếp tục một thông tin thứ hai liên quan đến giao dịch ở Việt Nam luôn thì một Nhà nghỉ chấp nhận đổi chỗ để lái một bay. để dễ với giá với giá một bi là 314 đô tức là chấp nhận thanh toán tiền nhà nghỉ với một bay là 314 đô đây một nhà nghỉ trọ đây mọi người đây cũng là một giao dịch mình thấy là khá tuyệt vời đấy chấp nhận bay với giá bốn đô là một điều có tuyệt vời vậy thanh vừa gửi cho mọi người hai cái thông tin thông tin thứ nhất là một à, cuộc trao đổi buôn bán dùng bi để đầu bò với giá một con ngái bò là ba b với giá một trăm mươi bi đây là một thương vụ cũng khó là theo mình nghĩ tính thời điểm hiện tại thì nó là một thương vụ hơi một thương vụ hơi cho người mua nhưng về tương lai thì người bán người bán tức là người đậu bò đó người người có bò đó, là người ta sẽ, sẽ, sẽ giàu có và người mua thì người ta sẽ sẽ hối hận đó là tương lai thương vụ thứ hai là thương vụ một nhà trọ chấp nhận thanh toán tiền nhà nghỉ tức là một nhà trọ nhà trọ tức là nhà nghỉ chấp nhận thanh toán tiền bằng bi thanh toán bằng bằng bi với giá chấp nhận với giá bi là 314 đô la tức là tính tiền là phải và đầu với bốn đô nó biết là hơn 7 triệu chắc chắn hơn 7 triệu và thông tin hot nhất trong buổi sáng ngày hôm nay là thông tin về tiền về Nguyễn Quang Hải của chúng ta thì Nguyễn Quang Hải chúng ta vừa có một trận ra mắt tại Lịch 2 Mặc dù anh ta chỉ vào mình đã xem thì Hải vào vào phút 60 thôi. Phút 60 hãy, hai mới được vào từ bàn ghế dự bị. Nhưng mình thấy Hải thi đấu, bọn thân mình thấy Hải thi đấu rất là ấn tượng với những cái pha xử lý rất là nhanh. Khi bóng đánh chân Hải thì Hải nhanh chóng truyền cho đồng đội và mình thấy xác suất truyền chính xác của Hải là quá cao. Đồng thời, huấn luyện viên um, thì cũng yêu thương và tin ừ, tưởng hải ở những vị trí đã phật góc hoặc hà đa phạt ở bên phía cánh phải phía cánh phải mọi người từ hào quang hải đã trận ra mắt lít hai được chấm điểm cao nhất từ bao fc thì một tờ báo 24 giờ com vn đã có một bài viết theo mình mình rất đồng tình tại vì mình đã thêm, xem trực tiếp trận này rất đồng tình với cái tờ báo này chúng ta xem tờ báo này báo này viết có căn cứ mọi người. Bởi FC khởi đầu không hay như ấy ở Ligue 2. Nhưng Quang Hải đã để lại ấn tượng trong lần đầu chơi bóng tại một giải đấu chuyên nghiệp Pháp. Quang Hải đã thi đấu hơn nửa tiếng trong trận bởi FC làm khách của Wigan tại vòng mở màn League 2 mùa giải 2022-23. Đó là khi tiến thô Việt Nam được huấn luyện viên Didier Thulop tung vào sân từ ghế dự bị thay cho Adis Cyber ở phút 60. Đây là hình ảnh Quang Hải này khi vào sân và anh được thực hiện quả Phật phạt ở bên phía cánh phải. Trong lần đầu tiên chơi bóng tại một giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, Quang Hải có một số pha xử lý sáng nước tạo cơ hội cho đồng đội điển hình như truyền ở đường truyền sạch sang cánh trái để môn môn Bot uh, này thì mình mình đọc nó không được rõ lắm người nên mình đọc cho vui thôi nên mọi người cũng thông cảm nha dứt điểm ở phút 66 nhưng bị thu thành goal uh, yêu gam cảm phá thầy thống kê quan Hải chạm bóng 9 lần truyền chính xác có 7 lần có hai pha tạt bóng chuẩn xác trong đó có một đường truyền dài và tổ hai đường truyền có, có thể mở ra cơ hội cho đồng đội dứt điểm cây bát đặc biệt theo trang Soparax Thì anh được chấm 6,9 sau trận cao nhất trong số các cầu thủ 3 FC Những đồng đội có số điểm xếp sau ngay tiền vệ Việt Nam là Seri Nosel và Mon cùng 68 Đây, đây là một cái trang uy tín chấm điểm Sofair Sofair Coi chấm điểm này mọi người thì Quang Hải dù phút 60 nhưng mà anh đã vẫn được 6,9 điểm. Được đón tự hào. Dù bao sư thua đậm gôn gao này không bóng nhưng Quang Hải đã mang đến hy vọng cho đội bóng của anh và người hâm mộ về sự thể hiện tốt hơn ở những trận sau. Tại vòng 2 lý 2, Bao FC sẽ chơi trên sân nhà Saidu Ham tiếp đón Dijon, đấu thủ từng nhiều năm giữ lịch 1 và từng đánh bại say sẽ sẽ thi hai một ở trận ra quân đi dông sẽ là thử thách khó khăn nửa dành cho bảo fc nhưng cũng có thể là cơ hội để quân hải tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đá bóng nằm ở miền tây nam của nước pháp đây là một bài báo mà mình thấy rất là đồng tình vì mình là một người cũng có một cái tìm yêu nồng nàn với trái bóng mình hiểu rằng được vào sân thi đấu ở phút 60 mà thì của lâu đá như vậy là Quang Hải đã ăn đức uh, nhiều tiến thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu giống như là Nguyễn Công Phường hay là Đoàn Văn Hậu v.v. Chính lần mà bảy lần chuyện chính xác đó là một điều tuyệt vời. Quang Hải có một tư duy bóng đá mình thấy trên sân là một tư duy bóng đá rất là hiện đại. Bóng đá ít chạm, uh, xử lý nhanh, uh, không rềm Rà dứt khoát đó là một cái tư duy bóng đá rất là hiện đại mà mình đồng tình với quang hải ở trận này. Ví dụ như vậy bản thân vẫn um, vẫn thấy một cái điểm mà quang hải cần phải cải thiện đó là quang hải chưa mạnh dạn để đột phá chưa mạnh dạn để để dây rác bóng một chút. À, đôi khi chúng ta cũng phải mình dặn một chút để xử lý bóng. và thứ hai nữa là thể lực thể hình của quang hải quá nhỏ dẫn đến thi đấu ở ở trời Âu, đặc biệt là mảnh đất uh, Pháp. Mảnh đất um, có một nền bóng đá một một trong những nền bóng đá phát triển của châu Âu cũng như thế giới. Thì cái sự nhỏ con, thân hình thấp bé cũng là một cái điểm thiệt của Quang hải khi tranh chấp với những cầu thủ to lớn ở các cầu bóng Lịch 2, nói riêng hoặc các đội bóng Uh, có giá chuyên nghiệp của Pháp nói, nói chung. Như vậy, Thanh đó đã thông qua cho mọi người ba thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là thông tin thứ nhất là một cuộc trao đổi bò lái bi với giá 150 bay Đồng bò đại bò, bò ngay bò 3B. Thì cái mức giá này thay mình là hợp lý trong điểm hiện tại. Và thứ hai là một cuộc trao đổi là uh, sẵn sàng một nhà nghỉ, sẵn sàng chấp nhận đồng thuận giá một bay với ba, với 314 đô một nhà nghỉ sẵn sàng cho khách thuê và đổi bằng tiền bay với giá 314 đô đây là một mức giá cũng thấy mình rất, rất cao và thứ ba nữa là Quang Hải thể hiện một ấn tượng có để lại ấn tượng tốt trong trận đầu tiên ra mắt 3 FC ở mùa giải Ligue 2 Pháp và phần cuối cùng của video thì Thanh muốn nói đến mọi người một uh, cái cây đó là cây bản quyền kỹ thuật số internet download manager Đây là cái cây uh, giúp cho bạn có một phần mềm internet download manager uh, hoạt động ổn định và uh, bạn đã kích hoạt được cái bản quyền của phần mềm này nghĩa là bạn có thể dùng nó để chúng ta download tất cả các file trên internet uh, trên internet và giúp cho các bạn có trải nghiệm tuyệt vời và phục vụ cho công việc học tập cũng như làm việc của các bạn và để bán để có một cái cây này thì thanh là một đại lý ủy quyền của internet dollar mager nếu bạn mua cài ở thanh thì một cây một năm với giá 250 k và một cây bóng quyền trọn đời với giá 450 k một quốc giá hợp lý và nếu các bạn chấp nhận đấu bay với thanh thì thanh sẽ sang đấu năm bay cho cây một năm và mười bay cho cây trọn đời một lần nữa xin ơn một người đã theo dõi video và rất mong mọi người hãy cho thanh một nút like cũng như lượt đăng ký kênh để giúp cho mình lan tỏa cái, cái tình yêu bay lan tỏa cái cái sự phổ biến của bay và giúp cho bay có sự phát triển và sẽ có giá thật là cao trong tương lai để giúp cho anh em chúng ta có một cuộc sống khá giá hơn trong tương lai xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video xin chào mọi người hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo bye